mình chỉnh nó không đúng, đúng à. Dạ đúng rồi. Mình cứ lạm dụng cái thằng này quá. Quá đúng rồi anh. Nó phải có cân xứng, nó cân đối, nó vừa. Đúng rồi, đó là chỉnh về mình chỉnh thế nào cũng cái dàn cũng vậy, mà mình chỉnh nó nghe nó không có sâu được nữa, mình nghe. Tức là người ta dùng đồng bộ rồi. Đây anh khách này, anh đã chơi một bộ y như này của anh em ở ngoài kia. Đó, một bộ ba mấy triệu y như thế này luôn. À, anh xuống đây anh trải nghiệm thử, anh cho cái cảm giác là thực tế để anh em thấy được trên kênh em up lên cho anh em cảm nhận nha. Tại vì mình không có khách hàng đến test thì mình không có nói được, mình nói thì khách hàng không có tin. À, giờ anh khách, hai anh khách xuống test luôn. Mình cũng là một cái dân gọi là chơi audio nhưng mà không chuyên nghiệp lắm, nhưng mà bán chuyên nghiệp thôi. Dạ, nhưng mà Uy Phong nè, cũng rành nó mà. Video luôn mà. Dạ. Nhưng mà phải nói là đúng rồi, em còn đang nấu hạt gỗ luôn, em đang làm hạt gỗ với cái bài hát, một bài hát, nhưng mà mình so sánh là mình hát ở cái dàn Victory của thương hiệu của Tuấn đó, thì mình thấy được cái độ feel của mình, độ gọi là cái cảm giác mình hát nó rất là feel, rất là ok, mình nó cảm thấy rất là happy, mình happy, thể hiện được cái giọng hát mà muốn hát em. Đúng rồi. Kiểu nhưng mà có những cái dàn mình đã từng trải nghiệm, nhưng mà mình hát một vài bài mình mệt lắm. Mệt, dạ. Mệt rồi mình không muốn hát nữa. Vâng. Tại vì càng hát nó càng mệt. Dạ. Có một cái điều là mình thấy là bước đầu vô mình thấy là hình thức mình thấy là đã rất là đẹp rồi. Nhìn màu vàng là đã sang trọng rồi. Dạ. Dạ. Nhưng mà khi mà bắt đầu mà thực tế mà hát thì mình thấy là cái độ gọi là cái tiếng ca của mình nó chi tiết. Và nghe từ ngoài nghe vô thì nó rất là gọi là rất là gom tiếng, nó rõ ràng đúng không anh, nó không có bị xì vậy đó, nhạt nhòa. Dạ. Nó cái đó là cái mình đánh giá cao hay rồi. Đây mình chưa chơi súp luôn đó, không súp à. Em đang không súp gì cả, chỉ full hài lòng, rất là sâu, rất là chuẩn. Nó quan trọng là cái kỹ thuật mình đồng bộ được, mình đồng bộ được cái điều chỉnh chỉnh setup cái dàn này. Chứ còn hình thức thì mình không nói, hình thức thì ai có thể làm hình thức được, có thể ai cũng làm được, nhưng quan trọng là về cái chuyên sâu, về cái kỹ thuật, mỗi người có một cái thế mạnh riêng, đôi khi nó là một cái gì đó nó độc quyền được những cái đó nè. Mình thích cái là sao cậu có thể cậu set trong cái bar này, cậu set rất là nhiều cái chế độ cho nhiều khách hàng, có từ khách hàng luôn anh. Dạ, ai muốn hát revert nhiều em chỉnh revert nhiều đó, là đó. Em mình thấy là nó chuyên nghiệp cái đó. Dạ. Hay đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngày xa nhau. Quá ok. Cái mít bản kéo ra khúc gì đâu vô luôn à. Cái đó cần chuyên nghiệp là để cho người ta kéo dài á. Nhưng mà mình đánh giá cao cái chuyên nghiệp của Tuấn.